Cái này khi mà mới mua về thì mọi người nhấn 4 số 0 để mở mật khẩu ra. Đấy. Nhấn đủ 4 số thì nó sẽ mở tách ra thế này. Trong này thì sẽ có sẵn ba cái tờ tiền như thế này. Đây mua hai tờ. Rồi. Đóng vào. Thế còn khi mà muốn đổi mật khẩu thì mọi người sẽ nhấn dấu sao này. Sau đó là sẽ nhấn cái mật khẩu mọi người muốn thay đổi, ví dụ như là 555 chẳng hạn. 1 2 3 4. Rồi. Đấy, được rồi. Đóng vào thử nhé. Bây giờ thử xem nó ra. Ok đấy. Được mật khẩu mới rồi. Thế còn khi mà mọi người quên mật khẩu, không biết là mình đã thay cái gì ấy, thì là tháo hết pin ra. Tháo hết pin ra một lúc là nó sẽ hồi về cái mật khẩu cũ là 4 số 0. Và mình lại tiếp tục thay tiếp. Bây giờ con lấy cái gì đấy? Làm cái việc gì mà mẹ thưởng vậy? Đồ vật. Thích quá đi. Đâu cái đồ gì nào cho mẹ xem nào. Đây nè mẹ ơi. Ôi dồi ôi, đem xuống đây bóc vào cho mẹ xem nào. Biu ơi, Biu mặc áo nó lại rách, cái con ngồi vào trong là con bóc. Không phải bóc như thế đâu. Bóc như thế đâu, người ta có cái đồ đây này, mở ở đây này con này. Đấy. Con bóc đi xem nào. Đây là cái gì? Không biết à? Chưa biết là cái gì à? Đây là hàng mẹ đi bán ấy mà con lấy xuống của mẹ. Đây này, nó có cái quai này này con ơi. Wow, đây là cái gì? Quay đây cho các bạn xem. Đây là cái giấy người ta hướng dẫn mình phải cho pin. Đây là cái két sắt đấy con ạ, cái két sắt để mình bỏ tiền vào đấy. Nếu mà con có tiền. À đâu đây mẹ xem xem nào. À. Đúng rồi, cái này là cái tô vít để mà mình mở cái gì ra ấy. À hình như là nó có cái chỗ mà để pin. Đúng không? Nó có cái chỗ mà đây này. Cái chỗ này đây. Đây đây. Đây con để lên đây. Con mở cái này ra. Xong là mẹ sẽ lấy cho con một 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 cục pin để con lắp vào đây. Cái này là mình có tiền thì mình sẽ bỏ tiền vào đây để mình tiết kiệm đấy. Rồi. Bây giờ mẹ đi mẹ lấy cho một cục pin nhá, để lắp vào nhá. Nhưng mà có ra đây nào. Mẹ để mẹ xem nào, nó có mấy đây. Ủa nó phải dùng đến 3 cục pin cơ. Ok. Cái đồ chơi này mẹ hàng mẹ xịn mà. Ừ. Bọn con mới thích. Cái này thích nè. Đây này cho tiền vào trong này nè. Này mẹ xem pin ở đâu đã. Xong rồi ấn nút. Không có pin đây này. Tít thì nó sẽ là làm một cái gì ấy. Cái quay đây số 1. Ông ơi, ốc đừng sờ vào máy quay của mẹ, nó đổ đấy. À phải mở cái này ra để cho cốc nước. Không, cái này là phải cho tiền vào chứ không phải cho nước. Cái này là cái két sắt để cho tiền mà. Đây này, con cơ cho mọi người xem. Cái két sắt nó đẹp ghê gớm. Đây. Cái này đồ đẹp. Bây giờ con cho ấy vào đi, con cho pin vào đi. Đúng rồi đấy, con lắp đúng rồi. Đúng rồi, đây này, cái đầu này thì con sẽ để vào cái chỗ lò xo đâu. Đây ngược. Rồi. Cái này thì cho vào thế này. Đấy, ngược lại. Đúng rồi đấy, thế đúng rồi. Không, con phải cho cái đầu này trước. Không, ý mẹ là thế này, con sẽ ấn cái đầu này vào trước nhá. Rồi, đây này.
Rồi con lắp vào đi. Nhưng mà cái ốc con vừa mới tháo ở đây ra con để đâu rồi? Con ơi, ra đây, đây, đây. Rồi. Cái ốc mình nhìn rõ thế cơ chứ. Sao nó tinh cho chị vậy? Ok, bây giờ chị cho ốc vào nha. Đừng, đừng vặn luôn. Em nó muốn, nó tò mò, nó muốn muốn làm thì con cho nó làm một thứ một tí. Mỗi nhưng người thử. Làm nhỡ làm sai thì sao? Làm sai thì con lại làm lại được mà. Thử một tí, mỗi người một tí. Ok, xong. Rồi, thế bệ. Bây giờ tìm mở mật khẩu ra xem nào. Nó bên trong nó có những cái gì rồi. Rồi, bên trong nó có sẵn 3 tờ tiền rồi đúng không? Tờ tiền thích thú. Đâu, để mẹ xem nào. Rồi. Thế bây giờ đóng két sắt vào đi xong rồi cho tiền vào đi. Đừng, đừng có bé. Các bạn chuẩn bị sẵn thêm từng đây tờ tiền nữa để cho vào đây này. Thế bây giờ mình đóng vào thôi. Đóng vào thôi. Không không, đừng cho tiền vào. Đừng thôi, đừng cho tiền vào. Bây giờ mình bỏ ra để mình bỏ cho tiền vào mà. Rồi. Cho thẳng nó ra. Để cho em cho với. Con để cho em Bill nó cho với. Nhưng Bill cho. Cho lắm tiền thế, cho lắm tiền thế. Đừng mở ra không? Rồi bây giờ con mở ra đi, cho hết tiền rồi gì. Đau quá, đau quá. Các bạn ơi, xem mình giàu chưa nè. Ôi. Nâng. Thôi đừng mở ra nữa. Đã có tiền đâu mà mở. Xong rồi giả bộ bây giờ lại cho tiền lại nha. Đây để chị cho nha, để chị cho vào. Để chị cho vào. Chị cho những cái đồng tiền này, còn Bill cho những cái đồng tiền trắng với chị nhé. Đây chị cho hộ cho không nó bị rách. Đây để chị cho đồng tiền này, cho đồng tiền này bị rách. Không, để chị cho đồng. Thế thì em nó cho một tờ. Con cứ giúp nó thì nó không cho được tờ nào. Những cái tờ nào khó nó không cho được thì con giúp nó. Tờ nào cũng cho được hết. Đấy. Đây, giấy cũng cho vào được hết. Sao cái máy này xịn ấy nhỉ? Ừ, xịn. Vài tờ thì cứ bỏ ra bỏ vào như thế này. Ôi dồi ôi, lắm tiền thế. Mấy đứa làm gì mà lắm tiền thế? Tại vì vừa lúc con bán hàng ấy, xong rồi là con rất là được nhiều tiền. Thì người ta cho nhiều tiền mà con bán đồ chơi ấy, người ta phải cho trẻ chơi, cho em bé chơi nên con bán đồ chơi. Thế nên là con bán đồ chơi nên là người ta cho con nhiều tiền nên là con được nhiều tiền. Thì cái máy này con bán bao nhiêu tiền đây? Con bán bao nhiêu tiền đã vẽ rồi. Con mấy tờ vẽ mẹ vứt đi hết rồi. Con mấy tờ vẽ mẹ cắt đi rồi. Cái tờ này to quá sao mà cho vào đây được? Thế được. Phải cho cái tờ nó bằng cái chỗ nhét tiền kia thôi chứ. Đây là Bill cho thế này không đúng, phải cho vào giữa này cơ. Ồ. Được rồi, Bill giúp chị. Ở bên trong mà nó nhiều tiền quá là nó không thôi, nhận đừng, được nữa đừng, đâu. Đừng cho nữa. Rồi, chỗ đấy là vừa rồi. Ok, chỗ đấy là vừa. Đấy, bây giờ các bạn ấy đang đi vẽ tiền để còn cho vào két sắt đây này. Mẹ xem
con xếp vào đi. Đây là bộ màu 150 chi tiết. Mình xem cho con. Sao lại xếp? Xếp thế nào cũng được, xếp kiểu đúng rồi, xếp được. Thế nào cũng được, con xếp màu nào cũng được, miễn là con này con xếp cái đầu này nó cùng một hướng này. Đấy. Không cứ để con xếp vào thôi, không có cái gì đâu. Để con xếp đi. Rồi chị đi vẽ tiền nào. Đi vẽ đồng mấy nghìn đấy? 1.000. Đấy, in là được tiền luôn rồi đấy. Mẹ ơi, mẹ dạy con. Giàu chưa? Thế bây giờ con cứ tô như chị Ti thôi. Con vẽ theo ý của con. Con thấy Biêu thích vẽ cái con gì, thích vẽ cái gì thì con vẽ ra thôi. Nếu Biêu không vẽ được tiền là Biêu sẽ không được đút vào đâu. Nhưng này, giờ đi rồi đây. Những đồng tiền chị vẽ là chị sẽ đút chứ hai đứa không được đòi đâu. Đúng rồi, bây giờ ai vẽ ra được bao nhiêu tiền thì người ấy sẽ cho tiền vào nhá. Con vẽ chứ con không cho ai tiền nào. Con vẽ được cần tiền nào. Con vẽ đồng tiền bây giờ là 12. Đây, tiền của Bill đây. Con chờ con chê cắt. Đi kéo làm gì? Không, đừng cắt đồng tiền ra. Vẽ xong thì để xuống đây như chị này này. Chứ đừng cắt đồng tiền ra. Đúng rồi đấy, đưa cho mẹ xin kéo nào. Đưa kéo mẹ xin nào. Mẹ ơi, để đấy được. Ừ, cứ để đấy thôi. Ai cần bằng tiền của em thì giải. Số này là số 12. Ok. Em cho. Chị sẽ vẽ những cái hình tròn xung quanh chị. Giờ đây chị sẽ vẽ bông hoa nữa. Sao Biêu lấy nhiều đồng tiền thế? Để cho người vẽ thôi. Sao mà bút của chị nâu như thế? Vẽ thì nó phải màu đen chứ. Đấy thì chị vẽ bút chì trước. Con lấy bút chì con vẽ đi. Thật là phức tạp. Cái gì phức tạp đấy không? Tất cả là một người xui xẻo. Sao? Ai làm sao con mà xui xẻo? Thế bây giờ con không vẽ đi à? Con không vẽ tí con làm gì có tiền để con đút vào? Sao lại vẽ bảng của Bill thế? Không sao. Con vẽ mà. Để Bill đưa cho ốc một cái nào. Bill đưa cho ốc một tờ tiền để ốc vẽ. Đúng rồi, con vẽ cái gì cũng được. Hết tàn rồi. Bây giờ con không vẽ nữa. Đây là hình tam giác.